bảo từ rất lâu rồi nhưng bây giờ vẫn uống và càng ngày uống càng nhiều. Thầy chỉ bảo cho con giờ con nên làm gì để con bớt uống rượu, để chồng con bớt uống rượu. Cái này á, rượu là gì? Là một trong những giới cấm mà Đức Phật đã dạy đối với các Phật tử chúng ta, đó là gì? Phật tử tại gia thì có năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm và không uống rượu. Đó. Không sát sinh này, không trộm cắp, không vọng ngữ, không tà dâm và không uống rượu, là năm giới. Năm giới cấm của Đức Phật đối với Phật tử tại gia chúng ta thì cấm rượu. Vì sao cấm rượu? Vì uống rượu vào thì say sưa làm mất đi cái bản tâm thanh tịnh của mình, đánh mất đi trí tuệ và ý chí nghị lực của gì? Của một con người. À, khi say vào thì chả biết cái gì cả. Đúng thành sai, sai thành đúng. À, cho nên đó, nửa tỉnh nửa mơ không làm được cái gì lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội cả. Thì cái này á, nếu mà cái kẻ mà nghiện rượu như thế thì có gì, có tụng cả ngàn bộ kinh Địa Tạng, tụng tất cả các kinh điển của Phật á, nó cũng chả khỏi được đâu. Chứ các Phật tử đừng có nghĩ rằng á, tụng kinh Địa Tạng để cầu cho chồng khỏi uống rượu, không uống rượu nữa và không say rượu nữa, rồi á tụng mà nó không khỏi được lại bảo là kinh Phật không thiêng. Kinh Phật đâu có thuyết ra để tụng để cầu cho người uống rượu bỏ rượu đâu, mà phải, điều quan trọng là phải cái người uống rượu kia nghe được kinh Phật và họ phải gì, hiểu được cái lỗi của họ đang vi phạm bây giờ, đó là đánh mất gì, lý trí, sức khỏe và trí tuệ bản thân mình và không lo được cho vợ cho con á, nó giác ngộ được cái điều đó thì nó quay về tự nó phát nguyện bỏ thì được. Chứ còn cái bảo là tụng kinh mà cầu cho bỏ rượu thì chắc chắn không có rồi. Nghe ai giảng pháp như thế thì chắc chắn là vị tà sư. Hay là về Phật tử nghe gì, nghe ai nói là thầy Thịnh làm được cái điều đó thì đó là họ tuyên truyền nhảm đấy. Không bao giờ có. Tôi không bao giờ thuyết pháp là gì, là đem công đức tụng kinh để hồi hướng cho người gì, người nát rượu, người nghiện rượu là gì, là bỏ được rượu. Không bao giờ có cái điều đó, mà chỉ đem những lời giảng để cho họ nghe, họ được thức tỉnh ở trong tâm hồn của họ và họ biết là gì, họ sai. Bao nhiêu năm vì rượu chè mà họ gì, quên mất cái nghĩa vụ của người làm chồng, người làm cha, người làm con. Họ nghe pháp họ thức tỉnh được cái điều đó. Người làm chồng là sao? Tức là cái trách nhiệm làm chồng, làm trụ cột trong gia đình, không lo được cho vợ, cho vợ thì đó là người người đàn ông hèn, quá hèn. Người làm cha làm sao? Tức là không lo được cho con cái của mình á, không trở thành một cái người cha mẫu mực để cho con cái mình nương vào á, thì đó là một người cha tồi. Và người làm con làm sao? Tức là người làm con mà để cho cha mẹ mình nhé, suốt ngày lo nghĩ cho mình nhé, khóc than buồn thương về gì, về cái sự nát rượu của mình nhé, thì đó là những đứa con đại nghịch, đại bất hiếu vậy. Là những đứa con nghịch tử bất hiếu ấy. Đó. Cho nên ở đây á thì cho họ nghe giảng, đọc kinh cho họ nghe hoặc cho họ nghe giảng. Một cái lúc nào đó ví dụ như Phật tử có thể cái khi mà gì, ông ấy không say rượu, chắc chắn không phải lúc nào ông cũng say rồi, có lúc cũng phải có lúc ông tỉnh. Cái lúc tỉnh tỉnh đó thì vợ chồng vui vẻ thì đem một cái đoạn mở mở kinh đoạn nào mà nói về gì, về cái thiện và cái ác, thiện ác báo ứng, có thể giảng kinh Địa Tạng đó. Phật tử nghe chọn lấy một vài đĩa, một vài băng giảng, cái lúc vui vui á mình ngồi bên cạnh, có thể mình cứ giả vờ mình mở đài ra mình nghe thôi, thế là ông nghe câu được câu không, rồi duyên nó đến thì có thì gì? Nó lại vào Phật pháp nhanh lắm. Đã, cứ thử đi. Đã, mình tụng kinh hồi hướng là một phần, nhưng mà mình cũng phải thử nhiều cách để hóa độ cho họ, chứ không phải cứ chờ tụng kinh để hồi hướng cho họ bỏ rượu, không có đâu.
Ý thứ hai, Phật tử hỏi: bố chồng con mất đã 3 năm nhưng chưa được thờ phụng ở nhà vì một số lý do gia đình. Bây giờ đã hết 3 năm, chúng con muốn rước di ảnh và muốn thờ phụng ông ở nhà thì con phải làm như thế nào? Hiện tại ông đang ở chùa. Thầy bảo cho con cách hóa giải, con xin tạ ơn thầy, Phật tử của thầy. Chùa thì cũng có sao đâu. Chắc là ngày xưa mang ra chùa, chắc đi xem hoặc bảo trùng tang trùng phục, có thể là mang ra chùa để gửi, chắc là thế. Hoặc là mang sang cái chùa gì ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang ấy gì. Kiểu như là để gửi để gọi là đi bắt nhốt vào để cho khỏi về, để bắt người thân gì, có thể thế. Thì thôi thì bây giờ nếu phải cái điều đó thì mình cứ làm cái lễ, 3 năm rồi sang làm cái lễ. Mà thỉnh cụ về mà thờ có sao đâu. Hoặc không thờ ở chùa, cái ảnh ở chùa thì mình làm thêm cái ảnh mới, mình thờ ở nhà vẫn được mà. Hoặc mình thờ vọng ở nhà vẫn được có sao đâu. Thế vòng bát hương ở nhà, chân hương nhà là thờ vẫn được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất thì Phật chứng, tâm xuất thì các cụ gì, các cụ biết thôi. Đó, cái này thì không nặng nề là cứ phải ra chùa rước cái ảnh đó về thì mới gọi là thờ cụ ở nhà được. Học Phật đừng có nghĩ như thế, nghĩ thế là cũng là sai lầm. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, thầy cho con xin hỏi việc của nhà con được không ạ? Con bạch thầy, con có đứa con trai sinh năm 1991 ạ. Cháu từ nhỏ học rất giỏi, học trường đại học ngoại thương được 2 năm thì cháu bỏ học, về nhà chỉ ở trong phòng đọc sách. Cháu nó không giống như tính cách ngày xưa nữa thầy ạ. Suốt ngày nó chỉ cục cằn với bố mẹ, cả ngày không làm gì hết, nhưng mà vẫn nói chuyện với người khác bình thường, duy chỉ với bố mẹ là cháu gắt thôi ạ. Có lúc còn đi cả đêm. Sau đó con đi xem bói, ông thầy bảo cháu bị vong tà, nếu mà không sửa lễ thì sẽ bị xe đâm chết. Đây là đấy, lại dọa thì thế thì ai mà chẳng sợ. Nếu con nên con đành sửa lễ cho cháu rồi con chuyển hướng ban thờ, thay lại bát hương, nhưng sau đó cháu lại lấy lọ hoa trên bàn thờ đem về phòng mình. Con can ngăn thì cháu đập bát hương, sau đó con chuyển sang nhà mới, bán nhà cũ, nhưng mà bát hương vẫn của nhà cũ bưng sang. Cháu nó sang nhà mới vẫn không đi làm và lúc nào cũng coi mình là vua, không đi chơi với ai cả. Bây giờ con phải làm gì ạ? Con có phải bốc lại bát hương không ạ? Sửa lễ như thế nào ạ? Con muốn nhờ các thầy ở đây làm giúp con được không ạ? A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Cái này thì chắc nó bị tự kỷ rồi. Cái này phải cho nó đi khám, thế nên là ép cho nó đi khám này, chắc là bị tự kỷ. Ngày xưa nó đi học, có khi người ta các cụ ăn học nhiều quá nó bị ngộ chữ, xong rồi về thành tự kỷ, cũng có thể như vậy, nhưng cũng không phải là bình thường. Thế còn ở đây cái chuyện lễ bái thì nhà chùa đây cũng rất hạn chế đi làm lễ, rất hạn chế. Ta có thể nói là rất hạn chế đi làm lễ, cho nên mà đặc biệt là bây giờ là cuối năm rồi, bận lắm, thì nhà chùa cũng chắc cái đấy không đáp ứng được đâu. Thì Phật tử thì có muốn nhờ bốc bát hương thì cứ lên phòng thông tin gặp các thầy, có thể tư vấn cho. Thì tôi thì không phụ trách cái mảng này nữa, giao cho các sư ông, các sư cô hết rồi. Lên đấy thì các vị xem có thể hướng dẫn cho làm như thế nào, sẽ hướng dẫn cho cụ thể. Còn cái chuyện của cháu nó thì thôi cứ đến Pháp hội Quan Âm này. Thì vợ chồng thì phải lên mà lễ cho cháu nó xem, làm cái sớ cầu an để nương vào lực của chư tăng và đại chúng. 3 ngày Pháp hội Quan Âm 16, 17 và 18 tháng 9 âm lịch này, để hồi hướng cho cháu nó xem. Cũng có trường hợp bị như vậy, có thể còn nặng hơn. Có thể nặng hơn. Theo lễ có mấy ngày thế là khỏi. Hoặc là có trường hợp là nó đỡ đỡ xong rồi mang nó đến chùa cho nó thì cho nó làm công quả còn một vài tuần có thể cũng khỏi. Đấy thì cứ tùy duyên, thì tới đây xem nó tiến triển như thế nào. Thôi thì hôm nay thì thầy công việc Phật sự rất là nhiều. Từ sáng đến giờ thì làm lễ đến 3-4 lần để làm cái công việc Phật sự ở trong chùa. Cho nên thì hôm nay thì thôi đại chúng chúng ta hoan hỷ nghỉ sớm là 30 phút. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho tất cả các quý vị có vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc và vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Thank you.
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.